baby tuần trong kèm mở tới Tokyo em với em làm tối như là chị dậu vậy. Được rồi. Tao giành sắt CSGO đấy nhá. Tao cho viên đạn luôn đấy. It was at this moment that he knew he fucked up. Mọi người có chắc là Hey. Magic button. Đéo ổn rồi. Ăn cứt rồi. It was at this moment that he knew he fucked up. Mẹ tưởng gì? Mẹ ai mẹ nhà mày bố láo hả? Đây sao thằng kia nó di chuyển đi kia con mẹ mày à? Tao biết ngay mà. Đứa nào cử động nữa hả? Oh hello there. mày ra đây. Mày ơi, ra được. Mẹ lại đây. Cái lại đây. Lại đây. Mẹ hamster thì chạy nhanh đi. Ôi, nhiều đạn lắm. Mẹ đã cho nhiều đạn như này chắc chắn là có lý rồi. Chắc chắn là có biến rồi. Đéo được rồi. Đéo ổn rồi. Đỉnh cao, đó là đỉnh cao luôn, đỉnh cao. Mẹ có lợn này yếu xíu rồi, mẹ bố láo bố liu, có lợn nào nữa không? Mày gọi mày ra nốt mẹ mày đi. A few moments later, như kiểu cao thủ luôn. Đừng có mà con nào nó chui qua đây nhá. Ủa? Phòng đéo thì hồng nữ tính như này. Đáng sợ quá ha. Và anh em đâu, giơ tay lên nào. Mày gieo cho tao hy vọng là con game này nó vẫn còn cứu vớt được bằng một cái cảnh đẹp nào đấy, nhưng mà mày không. Mày dập tất hy vọng đấy bằng cách là mày cho tao nhìn cái gọi là chi bao đi mà chi đi luôn.
đồ mẹ mày, chí má chào đi má, chỉ đi lâu. Đó, cho mày hù đây, cho mày hù đây. Úi giời. Ê má gì vậy? Ai da. Sao tao nằm tí nào trời ơi. Mọi người biết video này làm tôi nhớ đến video gì không? 26 Sơn La chào anh em nhá. Sao nó tự nhiên cho lên thành 101 viên đạn đấy kia. Đéo vui còn tàn hình nữa. Bao nhiêu như hai đạn ở đâu ấy. Thôi rồi, nghiêm túc, nghiêm túc. Nope. Cho em nén cả 4 viên mà. Mày đâu rồi? Cái bà nào vậy cũng nguy hiểm không anh? Nhưng mà trông anh bị đóng cọc như này, anh em cũng nghĩ là nó không... không vui lắm. Ê! Này! Đây là một kiểu nhử mồi đúng không? Mẹ sao nó lại giải? Mẹ... Hắn? À đều ơi. Cái má mày. Ôi, con phân mê à. Ôi. Ôi. Mẹ ơn xả hay băng đạn chưa chết. Với cả biểu người nhẹ đã. Trông ý hết người nhện. Người nhện phiên bản suy dinh dưỡng. Mẹ mấy con ma mặc áo mưa này nữa. Mặc giáp vào mới được chơi với tao nhá.